Từ năm 2022 đến nay, huyện Yên Mỹ giải phóng mặt bằng được trên 50 dự án, trong đó có nhiều dự án xây dựng hạ tầng giao thông trọng điểm như đường vành đai 4, đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài, đường DT376, DT382B nhánh phải cần hỗ trợ tái định cư. Đến nay, huyện đã cơ bản giải phóng xong mặt bằng 3 khu tái định cư với tổng diện tích gần 8 ha. Tại xã Đồng Than, Minh Châu và Trung Hưng, trong đó có 2 khu đang được xây dựng hạ tầng, gồm đường giao thông, hệ thống điện chiếu sáng, điện và nước sinh hoạt, hệ thống thu gom, xử lý nước thải. Các khu tái định cư này có vị trí thuận lợi, nằm gần trung tâm các xã và đảm bảo bằng hoặc là tốt hơn nơi ở cũ.